Thưa quý vị, theo Sở Y tế Đà Nẵng, thì hiện thành phố đã sẵn sàng 16 điểm tiêm chủng phục vụ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi, chính thức tiêm trong 4 ngày và bắt đầu từ ngày 2 tháng 11. Đây là đợt đầu tiên thành phố Đà Nẵng triển khai tiêm chủng mũi 1 vaccine COVID-19 Pfizer cho đối tượng trẻ em, bao gồm cả trẻ người nước ngoài sống trên địa bàn thành phố cụ thể là nhóm học sinh đang theo học lớp 10, 11 và 12 tại các trường, trung tâm trực thuộc quản lý hiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 17 đang theo học tại các trường dạy nghề trên địa bàn thành phố, được nuôi dưỡng chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ngoài ra còn có nhóm trẻ không đi học, trẻ khuyết tật đang cư trú trên địa bàn thành phố, không thuộc các đối tượng do Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách. Sở Y tế huy động 102 đội tiêm chủng tại 16 địa điểm tiêm trên toàn địa bàn thành phố trong khung thời gian từ ngày 2 cho đến ngày 5 tháng 11.